Chương 9. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất và một đền tạm đã dựng lên. Phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra, và đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Ra-rôn và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dân vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các vật lễ và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải bởi tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh, một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro, bò, cái tơ mà người ta rưới lên trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dân chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhưng đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chút thơ, thì cần phải đợi đến kẻ chối chết đã. Chút thơ chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ chối còn sống, thì nó không có quyền gì. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành ngu tất rải trên sách cùng trên cả dân chúng, mà nói rằng, này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy, lập với các ngươi. Đoàn, người cũng lấy huyết ấy rải đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ các vật ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả, Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời. Để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải là dân chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết, không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài để hiện ra chỉ một lần, dân mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.